Bóng đá, một môn thể thao đẹp đẽ, đã chứng kiến sự trỗi dậy của những tài năng phi thường có năng lực trên sân cỏ vượt qua mọi thời đại. Cuộc tranh luận về những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại tiếp tục làm say đắm người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong hành trình tìm kiếm sự xuất sắc này, 10 cầu thủ hàng đầu sau đây đóng vai trò là những ngôi sao sáng trong nguyên niên sử bóng đá. Những kỹ năng, thành tích và tác động vô song của họ đối với môn thể thao này đã khắc sâu tên tuổi của họ trong ký ức chung của những người đam mê bóng đá. Và ngay sau đây hãy cùng với Việt Anh Football tìm hiểu 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trước khi vào video thì bạn cũng đừng quên đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Bạn hãy bám sát và xem hết video. Bây giờ chúng ta cùng đếm ngược top 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Số 10, Roberto Baggio, Ý. Baggio là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Ý. Trong sự nghiệp, ông đã ghi được hơn 300 bàn thắng cho các đội tuyển của mình. Năm 1993, ông xuất sắc giành quả bóng vàng sau chiến tích lên ngôi tại UEFA Cup cùng Juventus. Một năm sau ông cũng cán đích ở vị trí thứ hai. Đáng tiếc khi Baggio không có duyên với các danh hiệu ở tuyển quốc gia. Người hâm mộ hẳn vẫn chưa quên pha sút 11m lên trời của ông trong trận chung kết World Cup 1994 với Brazil. Pha hỏng ăn này là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Ý thua chung cuộc 2-3. Số 9, Michel Platini, Pháp. Huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini là người đã dẫn dắt đội nhà đến chức vô địch Euro 1984. Trong sự nghiệp, ông cũng từng 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng vào các năm 1983, 1984. 1985. Tại lễ trao giải siêu quả bóng vàng vào năm 1989, ông cũng giành được vị trí thứ 3 chung cuộc. Khi FIFA tổ chức bầu chọn cầu thủ của thế kỷ vào năm 2000, Platini giành hạng 7. Số 8, Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha. Ronaldo có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Bồ Đào Nha từng sản sinh ra. Đến lúc này, tiền đạo của Al Nassr đã 5 lần giành danh hiệu quả bóng vàng, 5 lần vô địch cúp C1 và cùng các đồng đội giành chức vô địch Euro lịch sử năm 2016. Không chỉ vậy, Ronaldo còn đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều khiến Ronaldo xếp gần cuối trong danh sách này là bởi CR7 vẫn còn thiếu danh hiệu vô địch World Cup. Ronaldo dự kiến sẽ tranh tài ở World Cup 2026 khi đã 41 tuổi để thâu tóm nốt chiếc cúp này. Anh hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2023 với 54 pha lập công. Số 7, Zinedine Zidane, Pháp. Tiền vệ tài hoa Zidane đứng thứ 7 trong danh sách này. Sau 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Zidane đã có một sự nghiệp viên mãn khi bỏ túi tất cả các danh hiệu lớn có thể từ cúp C1, Euro cho đến World Cup. Ông cũng giành quả bóng vàng 1998, 3 lần được bầu là cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Trong một buổi chia sẻ, huyền thoại Thierry Henry từng mô tả Zidane là vị chúa làng bóng đá Pháp. Số 6, Ronaldo de Lima, Brazil. Ở thời đỉnh cao, Ronaldo de Lima được biết tới với biệt danh người ngoài hành tinh bởi khả năng ghi bàn khó tin của mình. Trong suốt sự nghiệp, ông đã bỏ túi hơn 400 bàn tính tổng ở cấp câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu không sớm gặp vấn đề với đầu gối, Ronaldo béo còn tiến xa hơn nữa. Dù vậy, cựu danh thủ người Brazil cũng đã có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với 2 chức vô địch World Cup, 2 quả bóng vàng. Nhưng Ronaldo de Lima lại thiếu mất chiếc cúp Champions League, điều này là khá đáng tiếc với một huyền thoại bóng đá như anh. Số 5, Johan Cruyff, Hà Lan. Tài năng của Cruyff là điều không cần bàn cãi. Ông là hạt nhân lối đá, tấn công tổng lực, từng giúp đội tuyển Hà Lan làm mưa làm gió trên thế giới. Trong sự nghiệp, ông ghi tổng cộng 433 bàn, 3 lần giành quả bóng vàng, từng giành cú ăn 3 cùng Ajax. Bên cạnh đó, ông cũng để lại dấu ấn đậm nét với vai trò huấn luyện viên sau này. Cruyff đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của bóng đá. Ông và Cristiano Ronaldo là hai cầu thủ duy nhất không vô địch World Cup mà có mặt trong danh sách này. Điều này là khác tiếc với hai huyền thoại trên. Số 4, Franz Beckenbauer, Đức. Trong bảng xếp hạng này, Beckenbauer là cầu thủ duy nhất chơi ở hàng thủ. Ông chính là hạt nhân đem lại chất thép cho hàng thủ tuyển Đức khi đội lên ngôi ở Euro 1972 và World Cup 1974. Ở màu áo câu lạc bộ, Beckenbauer cùng Bayern có 3 lần vô địch European Cup, tiền thân của cúp C1 và 4 lần vô địch Bundesliga. Beckenbauer từng 2 lần giành quả bóng vàng vào năm 1972, 1976.
Ngoài ra, ông có 2 lần về nhì, 1 lần về thứ 3. Số 3, Pelé, Brazil. Pelé là cầu thủ duy nhất sở hữu 3 lần vô địch World Cup. Bên cạnh đó, ông được biết tới bởi kỹ năng ghi bàn siêu hạng. Ông ghi tổng cộng 1.279 bàn trong suốt sự nghiệp và tính cả các trận không chính thức. Đáng tiếc cho Pelé bởi ông chưa từng giành quả bóng vàng do thời điểm đó. Danh hiệu này không được trao cho các cầu thủ thi đấu nằm ngoài châu Âu. Ông từng được vinh danh là cầu thủ của thế kỷ trong cuộc bầu chọn do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới tổ chức. Trong suốt hàng thập kỷ, Pelé trở thành thần tượng, người truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ tìm đến với trái bóng. Số 2, Diego Maradona, Argentina. Cậu bé vàng Diego Maradona chính là niềm tự hào của bóng đá Argentina. Ông trở thành đầu tàu, đưa đội nhà lên ngôi ở World Cup 1986. Đây cũng là giải đấu Maradona tạo ra bàn thắng bằng bàn tay của Chúa và có pha đi bóng ghi bàn đi vào lịch sử. Maradona cũng là huyền thoại của câu lạc bộ Napoli. Ông cùng đại diện nước Ý bỏ túi 5 danh hiệu, bao gồm 2 Serie A. Đến nay, sân nhà đội bóng được đặt theo tên của ông. Số 1, Lionel Messi, Argentina. Sau khi giành được World Cup 2022, Messi được nhiều chuyên gia và người hâm mộ đánh giá là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Người hâm mộ bóng đá thế giới luôn xếp ngôi sao người Argentina ở vị trí số 1 trong danh sách. Trải qua gần 2 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, đến lúc này Messi giữ kỷ lục về số danh hiệu tập thể giành được là 44 danh hiệu. Ngoài ra, Messi cũng giữ kỷ lục 8 lần giành giải thưởng quả bóng vàng. Mặc dù sắp bước sang tuổi 37, nhưng Messi đang tận hưởng niềm đam mê chơi bóng tại Mỹ trong màu áo Inter Miami. Và vừa rồi chúng ta vừa điểm qua 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Và bạn ấn tượng với cầu thủ nào hãy để lại dưới phần bình luận để cùng trò chuyện nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.